kinh đâu, mà đa số là những ai cũng thuộc bát nhã tâm kinh. Ma ha bát nhã ba la mật đa, ở đó là kinh tên vậy thôi. Nhưng mà mình thêm hai chữ tâm kinh, cái nên chữ tâm kinh là mình thêm. Còn nguyên thủy bài kinh này chỉ có tên là kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà tại sao mình lại thêm hai chữ tâm kinh? Vì mình muốn nói rằng tất cả những tinh yếu của trí tuệ nó nằm trong bài này, nó nằm hết trong cái bài ngắn chỉ có 265 chữ này, còn toàn bộ bát nhã 600 cuốn. Toàn bộ bát nhã 600 cuốn, mà 600 cuốn này bây giờ gom lại hết còn nằm ở trong một bài kinh ngắn có 265 và 60 chữ này. Cho nên mình thêm hai chữ tâm kinh để xác định đây là tinh yếu, đây là cốt lõi của bát nhã. Mà cốt lõi của bát nhã là gì? Trí tuệ quán soi năm uẩn là không. Chỉ cần anh thấy năm uẩn là không thì khổ ách gì anh cũng qua được hết, độ nhất thiết khổ ách. Hỏi chuyện mà sa lợi tử thì chư pháp không tướng gì là chi tiết nói thêm diễn đạt của cái năm uẩn là không. Chứ còn nếu mà người nào mà tin tưởng mà họ phát nhã rồi, ngũ uẩn giai không, sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Sắc tướng mình đó, lùn cao mập ốm trắng đen rồi đủ kiểu sắc tướng đây, không tạm thôi, tạm thôi. Cái nhà này cũng tạm, cái thân này tạm, cái gì, cái những cái gì có định sắc là tạm có. Vậy thì không phải không? Không là gì? Không thật không. Rồi, sắc không có, giờ tới thọ. Thọ là gì? Cảm thọ. Vui, buồn, giận, thương, nóng, lạnh, tất cả những cảm thọ này không. Hồi nãy ngồi trong này, lạnh quá, ra lấy cái lạnh. Mặt đâu dừng còn nóng quá trở ra. Nếu mà thọ thiệt thì tại sao mặc luôn đi? Vì thọ nó tạm thôi, thể mà đủ ấm cái thì nó lại cảm thấy nóng. Mà hãy nóng cái ra đối cho nó lạnh. Mà hãy mặc ở đó rồi trong này nóng mà ra tới mà chưa đủ trùng cho em. Vậy thì cái cảm thọ, cái feelings nó không bao giờ nó ở chỗ hết. Nó tăng giảm nóng lạnh. Rồi ngồi cái bên đây thì cảm thấy là vui, một lát nữa ra ngoài kia đụng chạm thì cảm thấy ghét. Vậy thì cái thương cái ghét nó cũng tạm không không? Vì cái không này không phải là không có gì hết, không phải là totally nothing, mà nó là không thật có, nó không thật thiệt. Cái thương nó cũng có thiệt đâu. Lúc mình thương nhau mà muốn cua nhau cái gì cũng nói được hết. Mình muốn của nhau, muốn làm của nhau cho nên phải cất chữ của để là cua cái đã. Cua là khi nào người nó vô nhập bỏ dấu hỏi lên của tôi. Mà trước khi nó là của tôi mà nó tự nhiên lấy của tôi được không, ai chịu cua cái đã. Cua là quẹo quẹo từ từ. Nhưng mà khi mà người đó là mình nói là không có em á, như bầu trời không có. Nhưng mà khi mà không thương nhau rồi á, tôi thấy mà tôi cấm lắng còn tìm. Vậy thì cái thọ đó có thật không? Sắc không thật, thọ không thật, tưởng suy nghĩ. Ví dụ như trên đường là lúc mà nhận lời chú Nghĩa, chú Thiện Nhân, ông nói chùa của con á, ở cái thành phố chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, mình cũng tự cái nhà vậy đó. Vô mà thấy cái chùa trời bự vô tôi. Mà cái gì tưởng nó không thật. Cho nên ông bà mình hay nói tưởng tượng. Tưởng tượng là mình tưởng con tượng về con chơi.
lên chút thần tượng nó bự, mà nó to mà thần tượng nó nhỏ. Cho nên chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như Trang cũng tưởng sắc thọ tưởng hành là gì? Hành là những cái trạng thái diễn biến liên tục mà nó không ngừng, mà chính nó không ngừng. Thân thể mình là một diễn biến. Thí dụ bữa nay có còn lần đầu tiên mà gặp bác đó, trời ơi bác trẻ khỏe quá, nhưng ai đã từng bác biết bác đó, nó không, năm nay già rồi, nó khoái còn xịn lắm. Nó vừa quen đó, cho nên mình chưa thấy thì mình cứ nghĩ là, nhưng mà người đã biết rồi là cái khác. Chứ nó diễn biến, cái hành nó không thật. Rồi cái thức là gì? Cái nhận biết. Có một ví dụ, mình thấy cái người đó lén lén đi ra cầm cái đôi dép mà nó gần cái dép mình, trời không lẽ tôi đang cắt cái đôi dép mà giờ tôi lỡ tôi ngồi đây mà lại tôi la nó kỳ mà vừa xong chạy ra coi cái dép còn nữa chưa biết hết. Thấy một cái thôi là nhận thức ăn cắp, và cái nhận thức của mình là nó không bao giờ nó. Quý vị nhớ ngày Khổng Tử mà nhận thức người học trò của mình, câu chuyện Khổng Tử với Đàn Tôn. Khổng Tử vào cái thời mà loạn lạc, thầy trò đi cái cuộc hành trình, gặp lúc đói người ta mới cho chén gạo vô nấu ăn, thì lúc đó nha hồi lãnh trách nhiệm đi xuống bếp nấu, rồi các vị khác lo đi kiếm củi kiếm thức ăn gì đó. Còn ngày Khổng Tử ngồi ở trên phòng đọc sách, thì trong lúc đang ngồi đọc sách thì ông nhìn sách, ông ngó xuống bếp qua cái cửa sổ, thì ông thấy nhan hồi đệ tử của mình là bốc cơm bỏ vô miệng. Ông không nói gì hết nhưng mà buồn trong lòng ta, vì nghĩ rằng đệ tử mình là sao mà nó có những cái đứa mà nó không có lễ độ như vậy, ăn cơm trước mình để buồn ông. Đến khi dọn cơm thì Khổng Tử nó thôi để ta xin chén cơm ta cúng. Thì ngài ông nhân hồ nó dạ thưa thầy, con xin phép thầy không nên cúng, vì hồi nãy trong lúc xới cơm vô tình con đã làm rơi một vài hạt cơm xuống đất, nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm thì sẽ dơ, mà nếu con đem bỏ thùng rác thì không phí phạm vì cái thời buổi loạn lạc thiếu ăn, vì vậy con xin phép con đã ăn mấy cái hộp cơm rớt hồi nãy rồi, vì vậy cho nên cơm này có thể nói là con đã lỡ ăn trước rồi, cho nên không có dám gọi là để cho thầy uống. Thì Khổng Tử nghe xong, Khổng Tử mới nói may là ngươi nói ra việc này, nếu không thì Khổng này đã trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là gì? Chưa biết sự việc mà phán xét người khác qua cái nhận thức của mình. Và trong cuộc sống này nhiều cái kiểu như vậy, nhiều kiểu như vậy. Mà nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, thì cuộc sống này nội hàng ngày mà bị sắc thọ tưởng hành thức nó hành mình không có đủ chết, nó hành mình không có đủ chết, nó vừa tưởng này qua tưởng khác hành mà. Trong tưởng nó có hành, trong thức nó có hành, trong sắc nó có hành, trong thọ nó có hành. Cho nên cái thọ nó cũng diễn biến, cái hành, cái tưởng nó cũng diễn biến, cái thức nó cũng diễn biến, thì cái nào nó có những cái diễn biến liên tục nó làm mình khổ. Cho nên Ngộ Không là ông con khỉ đó bị nhốt ở dưới núi Ngũ Hành 500 năm. Núi Ngũ Hành nó tượng trưng cho gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù anh có tài cao cỡ nào, 72 phép thần thông biến hóa, dù anh có lên trời được, xuống biển được, xuống địa ngục được, cũng thủy chung anh cũng bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đè gọi là ngũ hành. Phải nắm một cái thời gian dài mới gặp được thiện tri thức, đó là cái nguyên trang. Gặp thiện tri thức đó là gì? Đó là giáo pháp. Người có đủ khả năng đưa mình ra khỏi cái biển khổ đau đó.
Có nhiều khi mình á chấp dứt phiền não bao nhiêu năm trời, tự nhiên có một ngày nọ mình nghe được bài pháp của cái vị đó khai mở nó cho mình. Chỉ một bài pháp thôi mà khai mở mấy chục năm đau khổ của mình, có phải là 500 năm bị nhốt ở dưới núi hôm nay lá bùa được gỡ, lá bùa đó dán vô đó rồi thì ý thức thành thạo, nghĩa là khai mở cho mình, núi nó mới tung ra được. Còn không mình bị núi đè. Mà núi đó là gì? Là những cái ngọn núi của chấp trước chính mắt. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói tóm là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha là rộng lớn, là lớn. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ siêu việt. Bài kinh này nói về trí tuệ rộng lớn siêu việt, mà người nào nắm được tinh yếu của nó để trong lòng, để ứng xử trong mọi việc trong cuộc đời này, thì người đó có tâm kinh, người đó có tâm kinh, người đó qua được mọi khổ ách. Vì khổ ách cuộc đời này không có gì hơn là chúng ta dính mắc và chấp trước. Người ta nói một câu mình dính một câu, ta nói hai câu mình dính hai câu. Ngày hôm qua đi chùa gặp nó ấy cái dính cái. Bữa nay nó cố nó làm quà cho nó đòi mấy tôi nữa chứ là hại. Rồi mình cũng dính, là mình cũng dính, là mình cố mình sống tốt mà tại sao nó không khó ơn. Thế là mình càng ngày càng leo thang khổ. Cho nên rồi người nào mà nắm được cái tinh yếu của cuộc đời này là tất cả các pháp là không và tạm có, không có thật đâu. Nắm cái tinh yếu nó đơn giản đi, sống thoải mái hơn, sống thoải mái hơn. Người đó gọi là gì biết không? Người đó cũng có cái tâm rồi đó. Hồi nãy có bạn nói cái gì tâm? Mình nắm được cái tinh yếu của bác của kinh gọi là gì? Tích tụ tinh yếu tâm. Kiên thành tâm là pháp lành đã đầy đủ rồi thì không có bị những cái pháp ác nó xuống. Người đó có cái niềm tin, có cái tâm kiên cố là kiên thành tâm. Vì sao có được kiên thành tâm? Vì người đó nó có đủ những cái tinh yếu của pháp lành thì gọi là gì? Tích tụ tinh yếu tâm. Và thay vì thường ngày chúng ta sống ai nói cái gì cái tâm mình duyên theo đó rồi để cho nó có, cái đó gọi là duyên lượng tâm. Duyên tự tâm là bất cứ chuyện gì, câu gì người ta nói ra, duyên vô đó để mà. Thậm chí duyên xong rồi còn diễn. Duyên câu đó rồi còn diễn đạt. Cho nên rồi ở trong cái tàn thức của mình, cái memory của mình, Phật học gọi là tàn thức. Thì trong cái tàn thức này lẽ ra chứa những cái pháp lành, thì bây giờ chứa toàn pháp bất thiện. Mà hãy mà người nào chứa pháp bất thiện nhiều thì sống rất là negative. Ví dụ như này là thôi tôi không bằng ai đó. Tôi bây giờ hết xài vô dụng rồi. Đi tới chỗ đó người ta khinh thường mình. Mình tự mình đem nhiều cái pháp negative và tiêu cực đưa nó lên. Mà hãy đem nó lên mà duyên với cái đó mà sống với cái đó thì người mình sẽ khổ lắm. Chứ không tỉnh dậy nghèo mà không khen, tôi nghèo mà tôi không mặc đồ lắm, chỗ làm bác tôi giá ai dám cười tôi sang không, nghĩa là giàu mà không có gì, gọi là gì, giàu mà không có xe xuống. Mình giàu mình biết, thậm chí đó, người ta nhìn mình đó, đẹp mà phải sang. Còn trong cái đẹp nó có cái sang trọng. Ví dụ như tượng Phật, nhiều khi ta làm đơn giản màu nhìn sang, đơn giản nhìn sang. Cho nên thưa đại chúng, khi mình có được cái tâm gọi là duyên với các thứ, nhưng mà cái duyên nào nó lành đó thì tâm mình dễ duyên hơn các thứ và đưa vào trong cái tàn thức, cái đó là duyên lượng tâm. Còn cái trái tim mà nhỏ nhỏ là nó cái này nó đập thình thịch thì ra cái đó là dục đoàn tâm, tâm không muốn thương
Dục đoàn tâm là trái tim mà nó đang hoạt động trong cơ thể mình. Và nếu thì dịch theo nghĩa là tâm là một thịt đỏ đỏ. Và nói theo một mặt tâm, cái dáng của trái tim nó vậy, tượng trưng cho hoa sen chưa có nở, tượng cho một hoa sen chưa nở, tâm chưa khai. Và ví dụ như mình đã cái tâm chưa mở cho nên giận người, và hãy mình giận họ, mỗi lần gặp họ thì cái tim này nó sao, nó nặng thình thình, mặt nó tái xanh. Nhưng mà hôm nào á mình cởi mở cho người đó, mình còn giận người đó, khi mình gặp người đó tim thì nó bình thường không? Bình thường. Vậy thì cái dục đoàn tâm này nè, mà bên kim can thừa nói nó giống như một trái tim, một cái hoa sen còn bút gì tâm chưa khai. Mà một khi tâm đã khai sáng rồi á thì giống như cái hoa sen nó nở ra, nó thông hết mọi điều. Tâm, cái trái tim của con người mình gọi là dục đoàn tâm. Rồi hàng ngày á mình duyên theo mọi sự, mọi việc, mọi câu cú người khác, duyên vào đó, dính vào đó, rồi để trong lòng, cái đó gọi là duyên lần tâm. Thí dụ như có nhiều khi mỗi lần cái câu nó nói ra mình vui, mình nói ra mình vui, thì có nhiều người ta duyên vô cái những câu đó vui cho ta thoải mái. Có nhiều người ta duyên vô những câu nói đó, ta chấp chứa, ta buồn khổ, thế câu nào mình cũng duyên được hết. Và đây chúng để ý là gì? Cho mỗi bây giờ tập mỗi lần mà tâm mình nó dính vô nào, mỗi lần khổ nó rồi, bữa nay mình bị duyên lượng tâm. Lượng là suy nghĩ, lượng là suy nghĩ. Cho nên mình ngồi thiền để chi? Chữ thiền nghĩa là gì? Chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lượng. Tư lượng là suy nghĩ của mình, tư duy của mình. Nhưng mà cái suy nghĩ đó mà nó không có tĩnh lặng á thì nó ồn ào, nó lúc nào nó cũng ồn ào, nó cũng bấn loạn, thì không phải thiền. Còn người nào ngồi có tĩnh lặng, ví dụ như là nãy đại chúng ngồi tập tĩnh lặng, mà người có tĩnh lặng rồi á, chuyện gì lớn mình không có bấn loạn, mình đủ bình tĩnh để tiếp xúc mọi việc để giải quyết. Cái trạng thái nó khác á. Để nếu vị nào chịu khó tập hồi thiền mỗi đêm 15 phút. Mà thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ đến đạo giáo gì đâu. Bất cứ ai sống trên đời này muốn cuộc sống mình có sự bình tĩnh, có sự định tĩnh thì nên tập hồi thiền mỗi tối 15 phút. Trong khi quý vị ngồi, quý vị niệm Phật cũng được, quý vị hít thở, quý vị đếm hơi thở, quý vị làm sao cũng miễn trong phút ngồi đó. Người nào mà đụng một chút hay liệu đó là tập bấn loạn. Mà nếu lâu ngày nó thành một thói quen rồi, nó về nhà càng già liệu càng đang cầm cái chữ đổ là đổ, thì cứ uống là uống vào, mình không tự chủ được. Cho nên phải tập ngồi thiền, tập ngồi tịnh 15 phút thôi, không có phải liên hệ tới tôn giáo nào. Con người mình á, hệ sống ở đời này nó có hai phần, thân và tâm. Tâm có tịnh á thì cái thân nó mới yên theo. Tâm không tịnh là thân nó lộn xộn, nó ngổ điên. Có nhiều bị ngổ điên, ngồi khổ này khiểu kia, bóc nọ, đứng lên ngồi xuống. Bình thường không thấy mình động, vọng động đâu, tại vì mình đi theo đó, mình sống theo đó. Mà hôm nào bác ngồi chừng 10 phút thôi là chỗ cảm thấy dài, mình thấy kỹ. Vì cái tâm nó không yên, cho nên cái thân nó trào cử. Trào cử là gì? Là lăng xăng. Và trào cử là một trong năm cái chứng trạng của sự tu hành. Trong đó có một cái gọi là trào cử. Cho nên á, nhân cái chuyện về chùa thiện tâm là thiện cho ai cũng biết thôi. Thiện là lành, là tốt, là thể hiện cái tâm tốt. Nhưng Pháp Hòa thưa với đại chúng có bốn thứ tâm mà nên để. Cái tâm ở trong con người mình mà như một trái tim mà nó đang hoạt động thì chúng ta gọi là trái tim. Thì trong Phật học gọi cái đó là dục đoàn tâm.
và dục đoạt tâm này á, nó cũng tùy theo vui, nó cũng như thế nào tùy theo cái vui buồn. Khi tâm mình chưa cởi mở thì cái gì mình cũng khổ được hết, cái gì mình cũng chấp trước được hết. Khi tâm mình cởi mở rồi thì sự việc nó khác. Cho nên người ta định nghĩa, người ta giải thích, người ta định hình đó, nó như một cái bông sen bút. Khi mà bông sen chưa nở, như là tâm chưa khai sáng. Đó là một thứ tâm nha. Tâm thứ hai gọi là duyên lượng tâm. Duyên lượng tâm nghĩa là chúng ta thường duyên vào mọi sự việc, từ cảnh người, để chúng ta đưa nó vào trong cái memory, cái tài thức của mình, rồi mình buồn vui với nó. Nhưng nếu mình thấm thiện, mình biết cách, thì mình sẽ có một cái gọi là tích tụ tinh yếu, nghĩa là đem những cái gì căn bản thấm thiện nhất để trong tâm này, để nó đủ khả năng, nó sáng soi, nó làm mình hạnh phúc. Có một ví dụ này, bây giờ mình thường tư duy quán chiếu một câu vô thường. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình, cái vô thường nó nhảy ra, nó nói thôi buồn giận làm gì, cuộc đời vô thường, sống chết không biết ai đi trước. Cái chữ vô thường nó thành ra tinh yếu. Thí dụ như mình á, trời ơi tôi buồn ghê vậy đó. Con tôi đó, hồi nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời, sau nó 15 tuổi nó nghịch, nó không nghe lời, nó cãi bước lại, vô thường. Hồi đó trước 15 tuổi nó dễ thương, 15 tuổi mà nó chỉ ghét là do cái định của mình, là tại vì nó không còn biết nghe lời mình nữa. Nhưng bây giờ mình quán chiếu sâu chút nữa, tinh yếu nó nhảy ra thì nó nói liền, tuy nó cãi mình vì theo cái học kiểu, cái tuổi tác của nó, nhưng nó chưa đến nỗi bỏ học, nó chưa đến nỗi theo bạn bè xấu mấy. Mình tạm chấp nhận cái những cái biến đổi của nó vì sự thay đổi đó. Nhưng mà chính sự thay đổi đó để mình hiểu được rằng cuộc đời này không có cái gì mà nó mãi mãi như ý mình. Ví dụ một đứa nhỏ nó lớn lên tới 30 tuổi mà nó giống như 15 tuổi, mình chịu không? Rồi bỏ sao con của nó khờ, của nó lớn chứ mình khác. Cái gì mình cũng khổ được đó. Nó thay đổi ào ào mình cũng khổ, mà nó già cái đầu nó thay đổi mình cũng khổ. Mình cứ muốn lèo láng theo cái quy định của mình. Cho nên rốt cuộc rồi mình làm khổ. Cho quý vị nhớ đây, xin lỗi đại chúng, là cơ thể thay đổi thì sinh lý nó thay đổi, thì tâm lý nó phải đổi thay. Mà không phải cái đứa nhỏ không nghe, người lớn mình cũng vậy. Ở một trạng thái tuổi nào, nhận thức mình khác, cách sống mình khác. Một lúc nào đó chừng 15 năm sau, mình nhận thức khác, mình hiểu biết khác, mình cách sống khác. Hồi nhỏ mình ghét ăn cháo, tới hồi 45 năm chừng tuổi ăn quà cũng đêm thịt ăn cháo. Đơn giản vậy thôi. Rồi nhỏ mình thấy ai đi chậm chạp mình bực lắm. Rồi tự nhiên sao giờ mình không đi nhanh được nữa. Đó là cái này. Cho nên cơ thể luôn luôn vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy, trước kia chừng 20 năm, 30 năm trước, con người mình chưa có cái gì gọi là iPhone, iPad, rồi chưa có Internet. Thì con người gặp nhau còn nói chuyện nhiều, chứ giờ gặp nhau hết nói hello. Nhìn chắc hello coi là bắt đầu thiền xuống. Mọi ai cũng lọt vô thế giới. Thật nhiều đó mình cũng thấy là bây giờ thế giới nó cũng thay đổi. Và mình nhiều khi mình rầy mấy đứa nhỏ, nó ghen cái ghen gì đó, nó cũng thấy mình cũng nghiền thôi. Vừa có chuyện gì xảy ra, cái là xe phì cái gì quăng lên mạng này. Không cần biết xấu đẹp, không cần biết cái gọi là chỉnh chu gì hết. Dụt lên mạng xong rồi cái là cứ ngồi ăn cơm mà cứ ngó đâu có ai khen chê. Cái
cái tinh yếu, gọi là cái tích tụ tinh yếu tâm nó không còn. Ăn cơm là ăn cơm gia đình mà mình còn có mặt cho gia đình không? Không còn. Mình chỉ có cái xác cho gia đình nhưng mà cái hồn mình không còn. Mình muốn biết có ai có comment gì không? Mà lẽ người nào nó chuẩn khỏi cần chỉnh. Và thậm chí người nào nó ăn gì ngon vậy, cầm hơn thì món này món kia nhức lên thì đó, rồi thế giới rồi mình không còn ngồi đây, không còn có mặt cho nhau. Thậm chí ngay giờ phút này mình cũng đi nghe giảng, mình cũng ngồi nghe vậy đó, nhưng mà cái voi nó cũng cầm trong tay đó. Rồi có men không biết rồi cũng bấm dữ dội. Thế có bà thưa như vậy không có cái gì, cái đó phải là tội lỗi, nhưng để cho chúng ta hiểu rằng đó là những trạng thái vô thường của cuộc sống. Thế chúng ta có nhiều cái technology thì chúng ta sẽ cuốn hút thôi. Cái đó đạo Phật gọi là vô thường biến đổi. Mình còn biến đổi thế đó thì cuộc sống này, những cái biến đổi căn bản nhất như già, vô bệnh tật là cái chuyện nó phải đỡ. Rồi á, con người mà càng biết nhiều chừng nào, cái sự liên hệ hoạt động được nhiều chừng nào thì rắc rối nó sẽ sinh khởi theo cái đó. Vì cái này sanh là cái kia sanh. Người xưa ông bà mình đã nói rồi mà, tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa, biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều người thì thị phi một lắm. Mình không quen ai hết, đi đâu mặc gì không ai cần có, còn quen biết nhiều quá ra mới được cửa là phải chụp hình đã đưa vô mặt. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Cho nên đó, mình đó, ai cũng có cái dục đoàn tâm, ai cũng có một cái gọi là duyên lượng tâm, ai cũng có gọi là một cái tích tụ tinh yếu tâm. Nhưng mà nếu mình tích tụ tinh yếu tâm một cách lành thiện, để khi cuộc đời này những cái gì mình duyên lượng nó là khổ mình, thì cái tích tụ tinh yếu tâm là nó đi ra, nó nhắc nhở mình vô thường. Trong cuộc sống của mình, người lớn cũng biến đổi tâm tánh mà mình không hay, mình không nhận ra, mình cứ nhìn mấy đứa nhỏ. Cho nên có quà đỏ gì quá binh, nhưng mà để cho nhận biết để làm gì, để mình đi theo những cái nhịp thay đổi của chúng, mà đừng có quá thay vì mình ngồi mình chắc. Tại sao mình không đi theo được cái nhịp của nó để mình cảm hóa nó, mình thắng nó theo cái khả năng của mình. Thật ra là có những đứa bây giờ nó thay đổi là gì, cái tuổi tác nó lớn rồi, nó có nhận biết, nó không còn giống hồi nhỏ nó leo theo mình, chứ đó là chuyện đương nhiên. Và có những đứa nó may mắn á, nó gặp những người bạn lành luôn luôn khuyến khích nó đi học. Có những đứa nó không thiếu may, nó thiếu may mắn nó gặp những người bạn rủ rê nó. Đó là những cái phước duyên của mỗi đứa, những cái phước nghiệp của mỗi đứa. Mà trong đó có mình là cộng nghiệp với nó, là mình là mẹ nó, mình là ba nó, mình phải khổ đau cái những cái biến đổi gọi là negative của nó. Đó là nghiệp, đó là cộng nghiệp của mình. Và đồng thời cái thiện nghiệp của nó là nó không gặp được thiện nghiệp, nó không gặp được những người lành tốt khuyến khích nó. Vậy thì trong cái đời sống của chúng ta đều có cái cộng nghiệp và cái thiện nghiệp đó. Thí dụ như cùng một là cái dĩa mì xào đem ra, là trung nghiệp đó, là đem ra mời cả bàn. Nhưng mà cái dĩa đồ xào này sẽ được thanh toán bởi thiện nghiệp của mỗi người. Người ăn được broccoli, gắp broccoli ra. Người ăn được mì, gắp mì ra. Người ăn được gì, lá cũng hết dĩa. Cộng nghiệp thì chung một dĩa mì xào trên bàn, nhưng mà nó sẽ được giải quyết bởi thiện nghiệp của mỗi người. Có phải vậy? Người không ăn cái gì là không đụng mất nó, nhờ vậy mà người ăn được thưởng. Hiểu được như vậy, nhẹ lắm. Thì mình hiểu được cái đó là mình hiểu được cái gì? Tinh thiếu, tích tụ tâm, chúng ta có cái tâm tích tụ cái các pháp như vậy để mình yên tâm. Mà nhờ mình tích tụ tinh thiếu tâm như vậy, cho nên mình có được cái tâm thứ tư là gì? Là kiên thành tâm. Kiên thành tâm là tâm không thay đổi, tâm
Mà nhờ tâm bất biến như vậy cho nên mình mới sống được cái tâm thiện lành của mình. Còn không là thiện lành nó thay đổi theo mình không khác. Cho nên chữ thiện tâm là tên của cái ngôi chùa này. Mà muốn giữ được cái thiện á, mình phải có hiểu được cái tâm, bốn cái tâm này. Dục đoàn tâm, gì nữa, duyên lượng tâm, tích tụ tinh hiếu tâm và kiên thành tâm. Mà người thí dụ thấy điều thiện duyên theo đó, giữ kiên cố tâm thiện thiện này. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nhắc nhở mình, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ba có những cái tài năng cỡ nào đi nữa không bằng một chữ tâm. Vì người mà có tâm là người đã vượt qua tất cả. Cho nên người ông bà mình nói sao, làm việc gì phải có tâm. Ví dụ mình nấu ăn cho ta nấu phải có tâm. Nhất là mình buôn bán, mình nhận tiền người ta, mình làm phải có tâm. Không có thể nào làm ẩu tả. Mình nhận tiền người ta lúc đó, người ta vui vẻ, người ta trả mình lúc đó. Phải làm đúng mức cái giá tiền mình nhận. Vì mình muốn làm ăn lâu dài, chứ không phải là làm ăn ngắn hạn. Thật ra có thể mình lường gạt người ta, mình giàu có trong lúc này. Nhưng ở đời cái nhân quả không thôi. Nhiều khi mình hốt của người này mình phải trả cho người kia. Nó cũng vậy thôi à. Cho nên mình cứ sống bằng chân, bằng kiên thật tâm, bằng cái tâm chân thật đó thì cái thiện đó không bao giờ mà nó bị người ta coi như vậy. Chỉ có cái pháp ác nó bị người ta coi như vậy. Cho nên ông bà là chắc hơn, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dương. Nhất một đời mình làm còn chưa đủ. Nhất một ngày mà làm ác, ác tự đã dương. Cho nên một đời làm còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác là tự dương. Cái chữ thiện ác đó nó muốn nói ở cái chỗ tâm mình sống. Cho nên tâm mình hàng ngày duyên theo cái gì thì cái ác thiện nó tùy theo cái đó mà nó tăng trưởng. Và đại chúng nhớ, cuộc sống của chúng ta đây chỉ là tạm bợ. Nhưng mà cái tạm bợ không có phải là vui quá, mình vui quá. Chỉ cần mỗi ngày có được sự sống, không thiếu sự tu hành là đủ rồi. Ăn miếng cơm ngon dở gì đó, mục đích là dưỡng cái thân. Cái quan trọng là dưỡng cái thân để mình tu hành. Pháp Hòa ví dụ, giữ cái nhà này cho tốt để chi? Để cái nhà này còn đủ để cho mọi người chúng ta vào trong này ngồi để tu. Chỉ cái nhà này mà giữ tốt thôi, cả trăm người chúng ta được. Vậy thì quý vị thấy một cái điều thiện mà một người làm cả ngàn người nữa. Ngược lại nếu một người mà làm ác thì cả thế giới cũng làm. Ví dụ như là hồi 2001 đó, cái hai cái tòa nhà ở bên New York bị thắt. Sau cái đó rồi cả thế giới ảnh hưởng kinh tế mọi thứ cho tới bây giờ. Đó, quý vị thấy không? Đó, bây giờ nữa là lâu lâu gì có những cái khủng bố nữa, các bắt đầu ta xét mình kỹ hơn, ta xét mình kỹ hơn nữa. Giấy tờ bây giờ càng khó khăn hơn. Hồi xưa mình đi qua lại chỉ cần cái thẻ quốc tịch đi cũng được, là bây giờ phải có cái passport. Rồi xưa muốn nước muốn gì đi cũng được, bây giờ ta chút xíu mà hơn 100 ml một là người ta vứt bỏ của mình rồi. Ta khám xét mình rất là kỹ. Vì sao? Vì những cái biến cố không thiện lành nó xảy ra. Nhưng mà không trách được, vì cái thiện nó đang sống không lành thì cái thiện nó bị đẩy đi, cái ác nó sanh thì cái duyên ác nó sanh thì cái quả mình phải chịu đó. Cho nên cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Hiểu được như vậy thì chúng ta, vậy thì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu cái tâm. Cho nên đạo Phật nó tu tâm. Nhưng mà cái chữ tu tâm của đạo Phật đó là để mình nhận ra một tâm hiển khởi của mình, để chúng ta rèn luyện chuyển hóa vô tâm. Mà chỉ cần mình trở về, cho nên hôm qua có quà phải nói với một mấy anh trên xe mình, đạo Phật không có phải cái gì đâu. Khi chúng ta hiểu được sự việc
thì chúng ta làm sự việc của mình. Đạo Phật chỉ cho mình cái cách sống như thế nào để mình không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả. Mà người muốn được như vậy thì cái người đó phải tập luyện cái tâm của mình bằng cách là nhận ra mọi thứ nó sẽ xảy ra để chúng ta được luyện cái tập cái tâm mình. Thôi thì sáng hôm nay nhân dịp về thăm chùa Thiện Tâm thì Pháp Hòa muốn nói thêm một chút về chuyện làm thế nào để cái tâm mình thiện. Thiện tâm á, thiện là cái nhân, hay là nói cách khác, thiện là cái pháp tu, tâm là cái quả của cái pháp tu. Cái tâm mà nó lành là do nhờ những cái pháp lành, cho nên thiện là cái pháp, tâm là cái quả. Hay nói cách khác, thiện là cái nhân, quả là cái tâm. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, tâm là cái nhân, cái nhân cái tâm là tốt, cho nên nó mới tiếp nhận được cái pháp thiện. Thì mong đại chúng mình học Phật, mình cố gắng mỗi ngày mình học Phật để làm gì? Để mình mở trí khai tâm. Và cái tâm mình khai rồi thì sao? Mình dễ thương lắm. Mình đến với ai cũng nhẹ nhàng. Và người khác không có phiền khổ gì mình. Ở nhà mình khó sao cũng được. Đi tới chỗ khác, cái khó mình hết, mình tập hài hòa. Vì mình biết cái tâm của mình lúc mình biết đó, ở nhà mình khép mà ra ngoài là mình phải đó. Còn nếu mà tâm mình khai rồi thì lúc nào mình cũng ở trong chỗ an lạc. Cho nên là nãy cái bài tán Quan Âm, vô sát bất thiện thân, hay là sát sát bất thiện thân. Chữ sát có nghĩa là gì? Chữ sát đó là nó tương đồng với chữ sát trong cái bài Hồi Hướng là tốc vãng vô lượng quan Phật sát. Sát sát bất thiện thân là không nơi nào, không chỗ nào mà Bồ Tát Quan Âm không hiện ra. Thì chữ sát này là nơi chỗ. Thì ngược lại cái bài Hồi Hướng như vậy, tốc vãng vô lượng quan Phật sát là sớm được vãng sanh về cái cõi của Phật vô lượng quan. Chữ sát là quốc độ, là nơi chốn, là cái cõi. Thì ở nơi nào sát sát, tức là nơi nào chốn nào mình có mặt cũng đều làm người khác dễ chịu hết, nhờ cái tâm mình được khai mở bằng cách là duyên lượng tâm, tích tụ tinh yếu tâm và kiên thành tâm. Và dĩ nhiên chúng ta có được cái đó nhờ chúng ta còn sống, chúng ta diễn tập của dục đoàn tâm nó tiếp tục. Và cái dục đoàn tâm này nó không phải mở đâu ạ, nó chỉ cần tiếp xúc được những cái lần hay mở nó là tự nhiên ai nó cũng tiếp xúc được nhẹ nhàng. Chúc đại chúng được an lạc và phát triển được.